Minna san, konbanwa. Soffer là Nihon Go Center no Goku desu. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc đến từ trung tâm Nhật ngữ Soff. Rất là lâu rồi mình gặp lại mọi người đúng không? Mọi người có khỏe không ạ? O genki desu ka? Mọi người hãy like và share livestream giúp mình nhá, để sẽ có nhiều người biết tới bài giảng hôm nay của chúng mình hơn. Chủ đề của mình hôm nay sẽ là hướng dẫn làm đề thi N5. Mọi người có câu hỏi gì thì hãy comment ở dưới nhé, mình sẽ đọc và trả lời. Nếu mà có bất cứ thắc mắc gì về khóa học tại Soft thì chúng ta có thể để lại comment ở dưới. Các bạn nhân viên của Soft sẽ liên hệ lại với chúng mình. Điện thoại của mình hơi bị lỗi một xíu, thế nên là chưa thấy comment của mọi người đợi một xíu nhé. Chúng ta có nhớ là trong phần livestream lần trước mình đã giới thiệu chủ đề gì không nhỉ? Lần trước thì mình đã nói về các dạng đề thi, các kỳ thi năng lực tiếng Nhật và cũng đã giới thiệu rất là kỹ về đề thi JLPT đúng không? Kỳ thi năng đánh giá năng lực tiếng Nhật JLPT. Và lần này thì mình sẽ làm một bài hướng dẫn nhỏ nhỏ về là cách làm đề thi N5. Thì có lẽ là đối với rất là nhiều bạn thì đã quen với hình thức thi JLPT, nhưng mà có những bạn thì gần đây mới tham gia chuẩn bị đang học tiếng Nhật và chuẩn bị có kỳ thi tháng 12 sắp tới đúng không? Thì mình nghĩ là đây có thể là một bài hướng dẫn sẽ giúp lại đem lại nhiều sẽ giúp đỡ, hy vọng là nó sẽ giúp đỡ các bạn trong kỳ thi sắp tới để biết được là cấu trúc của bài thi như thế nào nhỉ? Các phần thi nó sẽ có chủ đề như thế nào nhỉ? Và thời gian cho mỗi phần là bao nhiêu? Chào bạn Mai Thúy Yên, chào Phan Yến Minh, chào bạn Kim Huấn. Mọi người có những câu hỏi gì thì hãy comment xuống phía dưới nhé. Mình sẽ giúp mọi người trả lời các vấn đề. Và nếu giả sử như là các bạn có mong muốn là trong các buổi livestream sắp tới thì mình sẽ dạy thêm, hướng dẫn thêm về các chủ đề như thế nào, thì hãy cũng comment để mình có thể sắp xếp và giúp đỡ các bạn, hướng dẫn các bạn về các chủ đề đó nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu vào bài nha. Như lần trước thì mình đã có giới thiệu, đấy là cấu trúc đề thi N5 sẽ gồm có 3 phần lớn. Đấy là phần từ vựng chữ Hán, phần ngữ pháp đọc hiểu và phần nghe hiểu. Mỗi phần này sẽ tương đương với 60 điểm. Và cả 3 phần này thì tổng số điểm của chúng ta sẽ là 180 điểm đúng không? Và thế thì mỗi phần thi này sẽ có trong thời gian làm bài trong bao nhiêu lâu này, hay là có bao nhiêu câu này, thì hôm nay mình sẽ giải đáp vấn đề đó nhé. Và trước hết thì mình sẽ đến với từ phần từ vựng chữ Hán nhé. Chào bạn Bích Ngân, hôm nay cô giáo xinh quá ạ. Cảm ơn bạn Mai Thúy Yên nha. Đầu tiên thì đây là một cái đề thi JLPT trình độ N5 từ năm 2012. Bởi vì là đề scan thế nên là có thể là mọi người sẽ hơi khó nhìn một chút nha. Mình sẽ đọc, đến đâu thì mình sẽ đọc và giải đáp cho các bạn. Nếu mà có khó nhìn thì bảo với mình nha. Phần thi đầu tiên, phần sẽ là Gengo Chishiki. Phần này sẽ về từ vựng và ngữ pháp, bao gồm 25 câu. Đây là phần Mondayoshi, là phần đề bài. Đây là khi mà các bạn nhận đề thi ấy, thì sẽ nhận được cái phần này đầu tiên. Tuy nhiên thì sẽ có một vài chú ý với những cái bạn lần đầu tiên thi. Đây là phần Chui, sẽ có 5 cái mục nhỏ trong đây đúng không? Chúng mình cần chú ý, đấy là cái đầu tiên, đấy là không được mở đề bài ra. Cái thứ hai là không được mang phần Mondayoshi, không được mang phần đề bài về sau khi hoàn thành phần thi này.
là ghi cái gì nhỉ? Ghi cái số báo danh của mình và tên rõ thật rõ ràng vào cái mục phía bên dưới này. Và cái phần bài thi thì sẽ có gồm tất cả là 8 trang. Và phần dưới thì phần câu hỏi ta sẽ tương đứng với trong phần giấy trả lời ấy, thì mình hãy cố gắng là chú ý là check xem sao là câu hỏi số bao nhiêu thì mình sẽ điền đúng là phần vào trong tờ trả lời đúng cái câu như thế, bởi vì là nhiều bạn nhiều khi mình không để ý ấy, thì mình sẽ kiểu trả lời sai chẳng hạn, như thế rất là đáng tiếc đúng không? Ok thì mình sẽ đến với phần đầu tiên. Đúng, bạn em đang cần vui quá. Ừ, thế là bạn đi hỏi theo dõi livestream lần này và lần sau thì sẽ cũng sẽ tiếp tục, mình sẽ tiếp tục giới thiệu về phần thi N5 nha. Đầu tiên là phần môn đại chi. Phần môn đại chi này sẽ là gì? Nani no kotoba wa hiragana de dou kakimasu ka? 1, 2, 3, 4 から ichiban ii mono wo hitotsu erande kudasai. Thì cái phần môn đại đầu tiên này thì sẽ là cách đọc của những cái từ được gạch chân sẽ có cách viết hiragana như thế nào. Về cái phần đầu tiên này ấy, thì là nó sẽ chú trọng đến việc là về cái vốn từ vựng của mình. Phần này chủ yếu là để check là từ vựng của bạn bạn hiểu được bao nhiêu, được nó sẽ check độ hiểu biết từ vựng của mình ấy, chứ chưa nhắc đến phần ngữ pháp nhiều. Thế nào, đọc phần D này. Okina e ga arimasu. Thì ở đây chúng ta sẽ có bốn đáp án như thế này này. Đầu tiên là Okina, hai là Okina, phần ba là Daikina, bốn là Taikina. Mọi người có nhìn rõ được phần này không nhỉ? Thì trong đáp án này, thực ra là phần re này là những cái câu rất là đơn giản đúng không? Phần lớn mọi người biết rồi đúng không? Thì ví dụ là ở đây, ở cái phần này ấy, thì chủ cái lỗi sai mà mình thường gặp là cái những cái mà mình sai mình thường gặp nhất ấy, đó là khi mọi người làm phần này ấy, thì đôi khi là nhớ từ, nhưng mà ví dụ như là trong trường hợp này chẳng hạn mình không nhớ được phần trường âm, thế là đôi khi là dù là hiểu được từ đấy, nhớ được cách đọc từ đấy nhưng mà lại sai, bởi vì là không nhớ được là nó có trường âm hay không. Và đáp án trong câu này sẽ là đáp án 1, Okina. Và chú ý này, khi mà mình tô đáp án ấy, thì thực ra là cái phần này thì cũng có rất là nhiều bạn ngày trước, cái phần này thì chắc là mình đã quen với rất là nhiều kỳ thi đúng không? Khi mà tô đáp án ấy thì phải cố gắng là tô cho nó gọn vào trong cái hình tròn này, chứ không phải nếu mà mình bị tô lệch ra ấy, nhiều khi cái máy quét ấy nó sẽ kiểu không tính, nó tính như là lỗi sai, và nếu mà mình mất điểm vì những cái vấn đề nhỏ đấy thì rất là đáng tiếc đúng không? Thế là cái phần tô này thì mọi người hãy cố gắng là chú ý là tô gọn vào trong cái hình tròn. Mình có thời gian mà, thế nên là đừng có gấp quá rồi tô ra nó lệch hết ra ngoài, mất điểm vì những cái nhỏ này thì rất là lãng phí. Ok, mình sẽ làm thử một câu nhé. Cái phần này thì sensei quên, mình quên gạch chân cái từ là đấy. Câu số 2. Chen chu de bato ni kaimono ni ikimashita. Đáp án sẽ là Chen chu. Ba là Chen chu. Hai là Chen chu. Và bốn là Chen chu. Tháng 12 này em thi cô ạ, à, đang hoang mang quá. Thì nếu bạn có bất cứ vấn đề gì mà muốn tìm hiểu thêm về cái kỳ thi này, hoặc là những cái thắc mắc gì thì hãy comment xuống dưới nhá. Mình sẽ cố gắng giải thích cho bạn thật rõ. Ok, đến với câu này nhá. Mọi người thử làm câu này với mình nhá. Seju デパートに買い物に行きました。Thì đáp án ở đây có một là Senju, hai là zenshu, ba là senshu. Senshu ở đây thì có trường âm. Và câu 4 này, zenshu, đây cũng có trường âm đúng không? Thì đây, như nãy mình vừa nhắc là trong cái phần kiểm tra từ vựng và chữ Hán này thì cái lỗi rất là hay gặp của mọi người là có thể là mọi người nhớ là từ này đọc là senshu, nhưng mà đến lúc làm bài lại thấy mình nhanh hầu đà đúng không? Thì mình lại thấy ở đây senshu luôn, nhưng mà nó lại gì? Nó không có trường âm. Thế là trong câu 2 này đáp án của mình phải là gì ạ? Đáp án của mình phải là đáp án số 3, senshu. Rồi, tiếp đến câu số 3.
À, lần này mình sẽ đợi một chút để xem mọi người hãy comment câu trả lời thử thử sức của mình xem nhá. Sao nhá? Câu số 3 này. Moi chi do. Nani nani. Đây. Kudasai. Nào, câu này đáp án sẽ là gì nhỉ? Mọi người thử comment xem nào. Mọi người cùng làm thử nha. Bạn Mai Thủy Yên đáp án 1 ạ. À. Có bạn nào có đáp án cho câu này nữa không nhỉ? Nghĩa là nói ạ, hi hi, Cường Ken, bạn Cường cũng ghi là đáp án là 1. Ít tệ. Chúng ta cùng đợi thêm một vài bạn nữa trả lời nhá. Tô Phi, số 1. Bạn Hùng Nguyễn, số 1. Đã có rất là nhiều bạn comment là đáp án 1 rồi đúng không? Ok, thế thì mình sẽ... bạn Mai Thủy Yên, từ này âm Hàn Việt là gì hả cô? Đây là chữ gì nhỉ mọi người? Đây là chữ ngôn, đúng không? Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 1, itte, moichido itte kudasai. Nghĩa của câu này sẽ là gì nhỉ? Hãy nhắc lại một lần nữa ạ. Ok, mình sẽ đến với phần tiếp theo. Phần ngôn đài 2. Nani nani no kotoba dou kakimashita ka? 1, 2, 3 からいつ番いいものを一つ選んでください. Về phần này thì nó sẽ hơi khác, sẽ đối ngược hoàn toàn với phần ngôn đài chi. Đấy là phần này thì sẽ là cái chữ, phần chữ hiragana được gạch chân ở đây thì sẽ được viết dưới dạng katakana hoặc là viết dưới dạng chữ Hán như thế nào. Mình cùng đến với phần re nhá. Watashi no kodomo wa hana ga suki desu. Và ở đây có bốn đáp án này. Cái phần này thì như mình có nói, đấy là chủ yếu là check về cái khả năng, về cái vốn chữ Hán của mình thôi. Vốn từ vựng của mình, vốn chữ Hán của mình chứ chưa có kiểu phải là mình phải dịch nghĩa cả câu. Thế nên là phần này ý, chúng ta đừng có mất nhiều thời gian để dịch xem cả cái câu này nghĩa của nó là gì. Mà hãy chỉ chú ý đến cái phần được gạch chân ở đây thôi. Và đáp án của phần này, câu này sẽ là gì nhỉ? Phải là đáp án gì mọi người? Mọi người làm thử. À, ví dụ ở đây có đáp án luôn rồi đúng không? Thế mình sẽ đến phần ví dụ đằng sau. Và câu này Kodomo. Kodomo sẽ là đáp án số 2. Đây chính là cái phần mẫu, phần Kaitoyoshi, cái phần tờ đáp án trả lời nhá. Mọi người chú ý này. Nhớ, mình nhắc lại một lần nữa là nhớ cẩn thận trong phần viết đáp án lại vào trong tờ Kaitoyoshi nhá. Để mất điểm, rất là lãng phí trong phần này. Ok, đến phần mong đài sang. Nani nani ni ni nani o iremasu ka? Trong cái phần này ấy, thì là mình sẽ tùy theo cái mạch văn, tùy theo cái câu này và chọn một phần là chọn một cái phần từ nào, các đáp án này điền vào để cho nó phù hợp với mạch của câu văn. Ví dụ nào, asoko de basu ni nani nani. Nào, vậy thì mình câu này mình sẽ dịch như thế nào nhỉ? Về cái phần này thì chúng ta bắt đầu phải để ý đến ý nghĩa của câu này, đọc cả câu chứ không phải là như phần môn đài chi với phần môn đài ni là chỉ để ý đến cái từ đấy nữa. Ví dụ là một này, giả sử là chúng ta có các đáp án như sau. Một là norimashita. Norimashita là gì nhỉ? Norimashita là lên xe. Rồi đáp án số 2, agarimashita. Nào, agarimashita là gì nhỉ mọi người? Chúng ta sẽ thử xem là các bạn đang xem livestream nhé. Xem là đoán thử xem là mình có thuộc những cái từ này không. Các bạn mạnh dạn comment nào để xem là mình đã học đến đâu rồi nhỉ. Agarimasu là gì nhỉ? À, có bạn nào comment không nào? Số 3 này, tsukimashita. Và số 4, hairimasu. Số 3 là gì nhỉ? Số 3 là tsukimashita là gì nhỉ? Nên tôn kính nữ. Số 3 là tsukimashita nào. Các bạn hãy comment là để xem là, để mình xem là các bạn nhớ khả năng từ vựng của các bạn đến đâu nào.
Số 4 Harry Mask là sợ sai nên không dám comment cô ạ. Mọi người cứ comment đi, sai thì mình sẽ sửa dần đúng không? Ai cũng bắt đầu bằng việc sai mà, đâu phải ai đúng ngay lần đầu tiên đâu. Harry Mask là vào đúng không? Thế là câu này phải là gì? Soko de basu ni norimasu đúng không? Mình lên xe thì sẽ là norimasu. Ok. Thực ra phần V này thì nếu bạn nào để ý thì sẽ có ngay phần Kaitoyoshi ở phía dưới, đáp án là số 1 đúng không? Vẫn có bạn trả lời là số 4 ở đây này. Bạn Ngân Đinh comment rất là nhiệt tình đúng không? Mong là bạn Ngân Đinh tiếp tục trả lời các câu hỏi phía dưới nha. Comment thật nhiệt tình vào. Bạn nào sai thì sợ sai thì cũng vẫn hay tiếp tục comment đi, bởi vì là kể cả mình chẳng hạn ngày xưa làm bài những cái câu này sai hoài mà, mình không cần phải kiểu quá sợ là kiểu sai rồi không dám làm đâu. Ok, đến phần làm ví dụ câu số 19 này. Watashi no heya wa kono nani nani no 2階 desu. Câu này đáp án sẽ là gì nhỉ? Watashi no heya wa kono nani nani no 2階 desu. Dịch thử qua câu này nhá. Watashi no heya là phòng của tôi. Thì kono nani nani no 2階 là gì nhỉ mọi người? 2階 ở đây là tầng 2 nha, chứ không phải là 2階 là hai lần đâu nha. Đáp án số 1 elevator. Đáp án số 2 pool. Đáp án số 3 aircon. Và đáp án số 4 là apartment. Rất là nhiều bạn comment ở đây là đáp án số 4. Mình cùng dịch thử các từ này xem nó là gì nhá. Số 1 là elevator là gì nhỉ? Là thang máy. Số 2 pool là hồ bơi. Số 3 aircon là gì nhỉ? Là máy điều hòa đúng không? Và số 4 là apartment là căn hộ đúng không? Vậy thì câu này sẽ phải là cái căn phòng của tôi thì ở tầng 2 cái căn hộ này đúng không? Thì đáp án của chúng ta phải là đáp án số 4 apartment. Ui, sensei notice em rồi. Số 4 apartment ạ. Bạn Ngân Đình rồi. Khán giả xem rất là nhiệt, comment rất là nhiệt tình đúng không? Cảm ơn bạn Ngân Đình nha. Ok, mình đến với phần mondaiyo. Tức là trong mỗi phần bài thi thì sẽ có như là phần đầu tiên này thì sẽ có khoảng 4 phần mondai. Mỗi phần thì nó sẽ có những cái dạng câu hỏi khác nhau. Đương nhiên là sẽ còn rất là nhiều ví dụ về những cái câu ví dụ về mỗi cái phần mondai này thì có thể là trong buổi livestream sắp tới thì mình sẽ chữa kỹ hơn này, mình sẽ làm nguyên chỉnh một đề nhá. Còn lần này thì mình chỉ giới thiệu qua thôi, thế nên là cũng chưa đưa ra được nhiều ví dụ cho lắm. Thế nhưng mà hy vọng ok chắc là không sao được đúng không? Bởi lần sau thì mình sẽ chia ra những cái đề nhiều câu hỏi hơn, thì đến lúc đấy thì mọi người hãy tranh thủ trong thời gian này học nhiều hơn một chút này, và thử sức trong phần livestream tới là để mình thử là làm nhiều câu hơn và đa dạng các câu hơn như thế nào nhá. Thì cái buổi hôm nay thì sẽ chủ yếu là giới thiệu về các phần này thôi. Môn đề số 4. 何々の文と大体同じ意味の文があります。Trong cái phần môn đa 4 này thì sẽ chủ yếu là mình chọn ra là như ở đây có một câu mẫu này, và sau đó thì mình sẽ chọn ra một cái câu phía dưới có cùng nghĩa với lại cái phía câu phía trên đã được cho đúng không? Như phần D. ここは出口です。出口là gì nhỉ mọi người? Là cửa ra đúng không? Phần này chỉ cần học kỹ từ vựng thôi cô nhỉ? Đúng rồi, phần này thì chủ yếu là học nắm thật chắc từ vựng. 入り口はあちらです。ここは出口です。Là ở đây là cửa ra, và 入り口はあちらです。Cửa vào là ở đằng kia đúng không? Bây giờ mình sẽ cho đọc các câu này này và thử xem là đáp án là như thế nào nhá. あちらから出てください。Câu này nghĩa là gì nhỉ? あちらから出てください。Hãy ra từ đằng kia. Thế có đúng với câu trên không nhỉ?
đáp án này là hãy đi ra ở đằng kia. Câu này không có nghĩa giống với như câu mẫu này. Achira kara orite kudasai. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Mọi người hãy comment nhiều lên này. Achira kara orite kudasai. Mình trong câu này, thường những cái bài này thì mình hãy đọc tất cả các câu rồi đấy là loại trừ đi những đáp án sai nhá. Achira kara orite kudasai. Mình đang chờ đáp án của mọi người này, hãy comment nhiệt tình lên nào. Đã có bạn Johnny Phi Nguyễn comment luôn đáp án rồi. Số 3 là vào từ đằng kia và số 4 là rẽ từ đằng kia. Thì câu số 4 này cũng là sai đúng không? Câu số 2 là gì nhỉ? Bạn Tô Phi, số 2 là hãy xuống ở đằng kia. Câu này cũng không phải là một đáp án chính xác đúng không? Thế là ví dụ như những cái dạng bài này thì chúng mình nên đọc hết các đáp án để xem là cái nào sai thì mình loại trừ dần đúng không? Và đáp án của câu này sẽ là đáp án số 3. Achira kara haite kudasai. Ok. Mình cùng đến với phần ví dụ nhé. Một câu ví dụ nào. Sono eiga wa omoshiroku nakatta desu. Nào, mọi người hãy cùng làm câu này thử xem nào. Sono eiga wa omoshiroku na desu. Omoshiroku nakatta desu. Đáp án số 1. Mọi người có nhìn rõ câu hỏi không nhỉ? Đúng rồi, trong cái dạng bài này thì loại trừ sẽ là phương án tốt nhất để làm. Nào, đến câu này chúng ta làm như thế nào nào. Sono eiga wa omoshiroku nakatta desu. Đáp án số 1, その映画は楽しかったです。câu số 2, その映画はつまらなかったです。câu số 3, その映画は短かったです。câu số 4, その映画は苦かったです。なあ。OK, nhìn rõ lắm rồi đúng không? Mình cùng làm thử nào. Đáp án sẽ là bạn Cường Ken trả lời là số 2, bạn Nguyễn Huy cũng trả lời là số 2, Mai Thúy Yên số 2, Hồng Baby số 2. Chúng ta cùng chờ thêm một chút nữa để các bạn khác có thể vào comment đáp án của mình nhé. Rất là nhiều bạn là comment là đáp án số 2 rồi đúng không nhỉ? Nào, câu trên chúng ta sẽ dịch là gì? Sono eiga wa omoshiroku nakatta desu. Nghĩa là cái bộ phim này thì không thú vị đúng không? Thì nó sẽ có cùng với ý nghĩa của câu này đấy là sono eiga wa tsumaranakatta desu. Nghĩa là bộ phim này thì rất là nhàm chán. Chứng tỏ là các bạn xem livestream của chúng ta rất là siêu phần này rồi đúng không nhỉ? Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang đến phần thứ hai, đấy là phần câu hỏi về văn bộ và đọc cải. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phần ngữ pháp và đọc nhé. Về phần này thì sẽ là chiếm tất cả là 50 phút và cũng sẽ có số điểm tổng cho phần này sẽ là 60 điểm. Bạn Cường Ken comment 1 đã vui, 2 đã chán, số 3 đã ngắn, số 4 đã dài. Và bạn Johnny Phi Nguyễn ở đây, chúng ta có một cuộc tranh luận ở đây đúng không? Số 4 là đã đắng nha bạn. Ok, mình cùng xem lại câu đấy một chút nào. Sono eiga wa nigai katta desu. Nigai là gì nhỉ? Nigai là đắng à?
thi thoảng bị nhầm một số từ đúng không? Ok, bây giờ mình cùng tìm hiểu đến phần ngữ pháp và đọc nha. Phần môn đại 1, 何々 ni 何 o 入れますか? Thì cái phần phần số 1 này thì sẽ là cái hình thức ngữ pháp nào trong câu sẽ phù hợp để điền vào ô trống. Thì đến sang cái phần này ấy, thì nó không giống như cái phần số 1 nữa. Chỉ yêu cầu chúng ta là chủ yếu là nhớ được mặt chữ này hay là nhớ được ý nghĩa của chữ để điền vào. Và phần này thì nó yêu cầu là chúng mình phải vận dụng cả các vốn ngữ pháp, các thứ nó sẽ phức tạp hơn đúng không? Bởi vì đây chính là chuyển sang phần kiểm tra ngữ pháp rồi, chứ không phải là đơn thuần là chỉ kiểm tra về vốn từ vựng hay là ngôn từ gì nữa. Nào, chúng ta cùng đến với ví dụ đầu tiên này. これ何々鉛筆です。đáp án số 1 là に、số 2 là お、số 3 là わ、và số 4 là や。mình vẫn đang chờ mọi người comment đáp án nha. これ何々鉛筆です。Câu số này, với câu này, ví dụ là ở trong cái phần này ấy, thì thường sẽ là xảy ra cái dạng là các câu hỏi là chúng mình phải chọn một trợ từ thích hợp chẳng hạn. Vì trong cái trường hợp này chúng ta phải nhớ được là, cố gắng là nhớ là cái lúc trước mình học thì, trong quá trình học ấy, thì chúng mình phải nhớ được là các trợ từ thì thường là nó đi với những cái từ như thế nào. Phải nhớ được các trường hợp của trợ từ đi với các từ như thế nào thì nó, cái điều đó sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái phần bài kiểm tra này. Cô đây là, đúng không? Thì trong trường hợp này thì chúng mình phải điền cái câu này là đây là cái bút chì đúng không? Thì chúng ta sẽ phải dùng từ gì nhỉ? これは鉛筆です. Và đáp án sẽ là số 3. Chào sensei ạ, lâu lắm mới gặp sensei. Đúng rồi, bởi vì là rất là nhiều bạn comment là wa đúng không nhỉ? Đúng rồi, câu trường hợp lần này là これは鉛筆です. Đây là những cái mẫu ngữ pháp đầu tiên mình được học trong phần N5 đúng không? Mọi người hãy comment nhiều về nhá. Nếu mà sai thì mình sẽ sửa cho. Ok, và mình thử làm câu số 1 này. 日本何々のラーメンは美味しいです. Số 1 là に, số 2 là の, số 3 là お, và số 4 là え. 日本の何々ラーメンは美味しいです. Nào, chúng ta hãy cùng làm câu số 1 nào. 日本何々ラーメンは美味しいです。にのお、はいら、えにゃ。日本は、日本のラーメンは、みラーメン。は、美味しいら、ごん。trong trường hợp này mình dùng từ gì nhỉ? Lão Phương trả lời là đáp án 2. Bạn Hoàng Thạch trả lời là 2. Bạn Dương Thùy trả lời là no. Mai Thúy Yến trả lời là 2. Bạn Rosalind ta chưa có hỏi là sensei nghỉ ốm ạ. Thì đúng rồi, đợt vừa rồi thì mình vừa mới livestream buổi đầu tiên thì ngay buổi tối hôm đấy thì có bị sốt xuất huyết. Thế nên là đã phải nghỉ một thời gian khá dài. Điều trả lời là 2 đúng không? Câu này sẽ là 日本のラーメンは美味しいです. Cái mì ramen của Nhật thì nó rất là ngon đúng không? Thì ngon. Nào, bây giờ mình lại thêm một ví dụ nữa này. 私の母は50歳です。父は55歳です。母は父何々5歳若いです。các đáp án là 1 là から, số 2 là まで, số 3 là より, và số 4 là の方が. Câu này sẽ là gì nhỉ? Đáp án sẽ là gì nhỉ? 私の母は50歳です。父は55歳です。母は父何々5歳若いです。Câu này đáp án sẽ là gì nhỉ? Bạn Hoàng Trà trả lời là đáp án số 3, より. Chúng ta cùng dịch qua câu này một chút nhé. Haha là gì nhỉ? Phần này thì mình quên mất phần furigana lên trên, thế là nhiều bạn sẽ không nhớ được mặt chữ hán này đúng không? Đây là chữ mẹ đúng không? Mẹ của tôi thì 50 tuổi, bố thì 50 năm tuổi, mẹ thì bố ra đấy 5 tuổi. Wakai là gì nhỉ? Wakai là trẻ đúng không? Số 4 là, 4 là nhiều hơn. Dương thì trả lời là đáp án số 3.
Bạn Ngân Linh trả lời là nhiều hơn. Với câu này thì đáp án chúng ta còn nhớ cái cấu trúc so sánh không nhỉ? Trong trường hợp này thì mình sẽ hiểu là mẹ của tôi thì so với bố thì sẽ trẻ hơn 5 tuổi đúng không? Vậy nên đáp và cái cấu trúc để so sánh là gì nhỉ? Cấu trúc của so sánh chính là yori, e wa bi yori. Tính cộng thêm với tính từ phía sau đúng không? Vậy thì đáp án của câu này của chúng ta sẽ phải là đáp án số 3, yori. Sorry, nhận bị lỗi kỹ thuật rồi, vẽ hơi lung tung lên bảng một xíu. Rồi, bạn Lê Công Đức Anh cũng trả lời có đáp án là số 3, yori. Ok, mình sẽ chuyển sang đến phần môn đài thứ hai ở trong phần ngữ pháp và đọc hiểu này nhé. Trong cái phần thứ hai này thì sẽ là phần sắp xếp câu. Ví dụ như là trong phần ví dụ đây đúng không? Môn đài đây, ở đây chúng ta thấy là sẽ có 4 ô trống và sau đó là sẽ có một phần được đánh giá đánh dấu sao. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta đọc 4 đáp án bên dưới. 4 đáp án này sẽ tương đương với 4 cái ô trống bên trên. Nhưng cái câu hỏi của chúng ta thì phải là chọn xem là cái đáp án nào nó nằm ở vị trí ngôi sao này. Nào, chúng ta xem thử câu này nhá. Phần A, nani nani o ka, nani nani ka. Và câu đáp án sẽ là Yamada-san desu, là Yamada-san. Chúng ta đọc các đáp án dưới này. Số 1 sẽ là desu. Số 2 sẽ là wa. Số 3 là ano hito. Số 4 là dare. Em thích dạng này dù nó khoai. Đây cũng là một phần mà mình rất là thích. Thỉnh thoảng là làm phần này thì mình cũng rất là dễ bị nhầm. Vì là kiểu đôi khi là sắp xếp từ ấy không thèm để ý đến ngữ pháp của câu. Thế nên là hoặc là làm nhanh hậu đoán ấy thì sẽ bị nhầm ô này sang ô kia. Thế nên là cái phần này mọi người, cái phần này là một phần mà cũng khá là dễ sai. Thì mọi người cố gắng chú ý nhá. Mình sẽ được từng cái xem là câu này nên sắp xếp như thế nào nhỉ? Có một bạn Phan Đan xếp là 3241. 3241 là gì? 3241, mọi người đều là comment là số 4 này. Mình thử làm câu này nhá. Nếu mà 3241 sẽ là ano hito là người cái gì? Người kia. Số 4 là dare này. Số 2 là wa. Số 1 là desu. Nếu sắp xếp các bạn đều là comment là 3241 đúng không? Chúng ta có ano hito wa dare desu ka? Nhưng mà không phải là đáp án của mình sẽ điền là 3241 đâu nha. Bởi vì là chỉ có cái vị trí ô trống số 3 này, mình chỉ điền vào đây xem đáp án nó là gì thôi. Và sẽ đáp án số 3 sẽ là, chúng ta xếp thử nhá. Ano hito wa wa dare desu ka? Vậy thì đáp án của câu này sẽ là gì nhỉ? Đáp án số 4 đúng không? Ano hito wa dare desu ka? Bạn Diệu Linh hỏi là sensei đã khỏi ốm chưa ạ? Mình vừa đăng ký học ở trung tâm mình rồi ạ. Sớm được gặp sensei. Mình cũng mong là sớm được gặp lại bạn Diệu Linh nhá. Hiện nay thì mình đang dạy tại trung tâm Soft tại khu vực Cầu Giấy. Cơ sở 2 của Soft nha. Để tìm được ra là các sự, đây là cơ sở số 2 thuộc khu vực Cầu Giấy. Và ngoài ra thì có các cơ sở khác. Ví dụ là ở Thanh Xuân hoặc là ở Phố Vọng. Thì mọi người hãy vào phần trang web của trung tâm để xem là cái cơ sở nào gần mình nhất để tiện đi lại. Còn hiện thì mình đang dạy ở Cầu Giấy và hy vọng thì sẽ được gặp mọi người. Vậy là ok, mình xin lỗi vì phần này nói hơi lan man một xíu nhá. Mình quay trở lại với bài này, làm thử câu này nha mọi người. Có thể là một số bạn vào hơi muộn thì đây là cái phần đề thi mình lấy trực tiếp ra từ đề thi JLPT trình độ N5 năm 2012. Và cũng khá là cũ rồi. Ok, đến với câu này này. Phần này mình chưa có kịp furigana. Mise de Takana-san là sumimasen, kuramono, nani nani, nani nani ka. Bên dưới là mise no hito, kochira desu. Câu này có vẻ nhiều chữ hơn cái câu đằng trước đúng không nhỉ? Đáp án là số 1 là doko, số 2 là arimasu, số 3 là wa và số 4 là ni.
mọi người đang comment. Bạn Hoàng Ngọc Lan comment là đáp án số 3. Bạn Lê Công Đức Anh đáp án là câu số 3. Vậy cái câu này ấy, thì nó là một câu đối thoại đúng không? Thì khi mình sắp xếp cái câu phía trên thì không phải là mình chỉ để ý câu đấy, mà mình phải để ý là cả phần dưới là người ta nói cái gì để hiểu được ý nghĩa của cả câu đúng không? Thì là xin mi masen là gì nhỉ? Nó giống như kiểu là lời là xin lỗi đúng không? Khi mà hỏi ai đó cái gì đó thì kiểu sẽ xin mi masen. Có thể người ta đang bận việc chẳng hạn, thì khi mà mình chuẩn bị muốn nói chuyện với người ta ấy thì mình nói là sumimasen, nó sẽ kiểu là nó sẽ là kiểu lịch sự đúng không? Giống như lúc mình học tiếng Anh thì có từ gì nhỉ? Excuse me đúng không? Nó giống giống như thế đấy. Câu trả lời của cái người mise no hito là kochira desu, ở đằng này ạ. Thì có nghĩa là mình hiểu là trong cái câu này người ta sẽ hỏi cái gì? Hỏi là ở đâu thế đúng không? Hoặc là nó nằm ở đâu thế, hoặc là nó ở đâu thế, thì người ta mới trả lời là kochira desu. Mình có này, đáp án phía dưới mình có doko là ở đâu đúng không? Arimasu là có, wa và số 4 là ni. Đây là câu hỏi, đây là câu hỏi đối thoại nào. Bạn Hoa Ngọc Lan trả lời là 3241. Kuzamono wa, thử làm okay, mình sẽ viết đáp án như thế này nhá. Kuzamono wa 3 này, hai là bạn Hoa Ngọc Lan trả lời 2, có nghĩa là ở đây sẽ là arimasu. Thế này có đúng không nhỉ? Câu này mình thấy mọi người trả lời ít quá nha, mọi người hãy comment nhiều thêm nào để xem. Hay là câu này khó quá nên là mọi người ngại comment nhỉ? 3142, bạn Tô Phi có trả lời Hồ Trúc Nhân, câu này em biết. Câu này là biết là gì nhỉ? Cho mình biết với, cũng biết một mình là không nói là không được đâu nha. 3142. Nào, 3142 có khá nhiều bạn trả lời là 3142 đúng không? Thế là mình xem nhá. Kudamono wa doko? 4 là ni, 2 là arimasu. Ở đây cũng sẽ là câu trả lời đúng. Trong cái câu này ấy, thì mình sẽ có thể là chú ý nào, chú ý những cái từ ở đằng trước hoặc là cái từ ở đằng sau. Ở đây là cạ cuối câu đúng không? Giả sử như câu này nhá, cạ nó nằm cuối câu thì đằng trước nó thì không thể là ni hay là wa được đúng không? Thế nên là trong trường hợp này mình sẽ phân vân là thế là arimasu hay là doko nhỉ? Và trong trường hợp này thì nó sẽ là gì? Câu hỏi là ở đâu có hoa quả đúng không? Thì trước cạ nó sẽ là arimasu. Và đáp án của câu này sẽ là gì nhỉ? Đáp án của câu này sẽ là đáp án số 4, ni. Phần này mình làm mình nhớ là check lại kỹ cả câu, là xếp vào từng ô như thế nào nhá. Đừng để xảy ra cái trường hợp là mình bị điền nhầm đáp án. Ok, với phần bây giờ mình sẽ chuyển sang phần môn bài 3 nha. Hồ Trúc Nhân có hỏi là thi JLPT có khó không ạ? Em muốn đăng ký thi nhưng vẫn sợ ạ. Thực ra thì câu này để mà nói khó hay không khó thì là nó tùy thuộc vào trình độ của từng bạn, từng cá nhân đúng không? Thế nên là có khó thì khi mà mình muốn học tiếng Nhật ấy, thì đây là một cái thi, nó sẽ là test xem là mình, xem mình đang ở trình độ nào. Thì đương nhiên là có khó hay không thì bản thân mình thì vẫn nên đăng ký tham gia để xem là, để biết được là mình đang đứng ở đâu rồi. Nếu mà mình pass qua rồi thì mình sẽ tự tin là học đến phần tiếp theo, nghĩa là mình đỗ được N5 rồi, thì lúc đấy mình sẽ tự tin là mình thi đến phần N4 chẳng hạn. Còn nếu mà bạn chưa đủ điểm, bạn chưa có qua được phần này thì mình thấy là mình còn thiếu sót rất là nhiều. Và trong cái phần khi mà có công bố đáp án ấy thì người ta sẽ cũng ghi từng mục là ví dụ như là cái điểm đầu tiên phần ngữ pháp từ vựng bạn đạt bao nhiêu điểm, cái phần thứ hai là phần như phần này thì là ngữ pháp với lại đọc hiểu đúng không, mình được bao nhiêu điểm, hay là phần thứ ba là phần nghe mình bao nhiêu điểm. Lúc đấy thì bản thân mình sẽ biết được là cái phần này mình còn kém nè, thế nên là mình phải đầu tư vào nó, học tiếp lên, học đầu tư vào nhiều thời gian vào nó hơn. Còn thế nên là các bạn là đừng lo là ôi mình khó, chắc là thi là khó lắm, mình không đăng ký thi đâu. Cái điều đấy là điều không nên, mà mình hãy cứ đăng ký thi đi để biết là bản thân mình ở đâu. Ngoài JLPT thì chỉ có 2 lần trong 1 năm đúng không? Kỳ tháng 7 và kỳ tháng 12. Nhưng có rất là nhiều cái kỳ thi khác, ví như là lần trước mình có giới thiệu ấy, NAS test chẳng hạn, thì nó sẽ có nhiều lần thi hơn trong 1 năm. Thì lúc đấy là bạn hãy cứ mạnh dạn đăng ký tham gia đi.
Ngoài JLPT thì có thể là tháng 12 này thì sẽ không kịp thời gian để mình đăng ký hồ sơ nữa, thì bạn có thể nghe theo mình là đăng ký thi thử NAT test chẳng hạn. Về cơ bản thì nó cũng sẽ có nội dung như phần JLPT này thôi. Vũ Quang Linh, em chào cô giáo nhé. Chào bạn Vũ Quang Linh ạ. Hôm nay mình thấy rất là nhiều cái tên mới đúng không? Rất là vui vì hôm nay có vẻ buổi livestream của mình có nhiều lượt xem hơn lần trước. Thế là mong là mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mình trong những cái lần sắp tới. Mình sẽ cố gắng là đầu tư để chuẩn bị những cái phần nhiều chủ đề hơn, và có thể cố gắng là sẽ giải thích được mọi người rõ hơn về từng phần. Nên là mọi người muốn là ví dụ là buổi sau mình giải thích thêm về vấn đề về chữ Hán, hay là muốn giải thích thêm về phần phần ngữ pháp đặc biệt nào đấy, thì hãy cứ comment xuống bên dưới để mình có thể chuẩn bị bài đa dạng hơn. Sensei Konbanwa, Konbanwa ạ. Bạn Dương Dương, chào bạn Dương Dương nha. Hồ Trúc Nhân, cảm ơn chia sẻ của Sensei ạ. Trung tâm mình ở đâu ạ? Buổi sau chữa đi, chữa Hán đi ạ. Nói chuyện. Chắc là buổi sau thì mình sẽ chưa chữa chữ Hán luôn, bởi vì là sẽ có một phần nữa của phần hướng dẫn đề thi N5 này. Mình sẽ cố gắng là trong tuần tới sẽ làm về chủ đề chữa chữ Hán nha. Về các ở hiện tại thì trung tâm Nhật ngữ shop thì đang có 5 cơ sở, như là ở Phố Vọng, ở Trần Vĩ, ở Nguyễn Như Con Tum, hay là Nguyễn Văn Cử ở bên Long Biên, hoặc là còn một cơ sở nữa thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh cơ. Thế là các bạn cứ kiểm tra ở trên trang web, trên trang chủ của trung tâm xem là cái trung tâm nào là mình xin lỗi, có 3 cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh nhá. Thì mọi người có thể xem là cái trung tâm nào gần nhất để có thể là đến đó học. Nguyễn, cảm ơn Sensei nhiều ạ. Ê, Sensei. Rosalind Thatcher, cô đừng về. Mình đã về đâu, mình vẫn đang chữa bài mà. Phần môn này bạn. 22 から26 に何を入れますか？文章の意味を考えて、1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください。で、cái phần này thì bắt đầu là thấy nhiều chữ hơn rồi đúng không? Bắt đầu là rối mắt hơn rồi này. Là từ cái câu số 22, như trong cái phần môn đa ba này thì nó sẽ có các câu từ 22 đến 26. Còn hiện tại thì ví dụ trên bảng ở đây thì mình đang là lấy là câu số 22 và câu số 23 thôi. Ví dụ mình thử đọc cái đoạn văn này nhá. Người thính chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Ôi, Yasuminasai. Ôi bạn người thính chúc các bạn đi ngủ sớm thế này thì các bạn không xem livestream của mình nữa à? Chúc các bạn học vui vẻ chứ. Nào, mình đọc thử cái đoạn văn này nhá. Hơi nhiều chữ. Nihon de benkyou shiteru gakusei ga suki na mise no bunsho o kaete class no mina no mae de yomimasu. Nào, có bạn nào đọc được, dịch được đoạn này chưa nhỉ? À, phần này hơi dài thế là mình sẽ dịch luôn nhá. Những cái bạn học sinh mà đang học ở Nhật thì đã viết đoạn văn về Tsukinamise. Tsukinamise là gì? Là cái cửa hàng yêu thích đúng không? Và class no mina no mae de, tức là trước mặt các bạn ở trong lớp thì đã đọc nó lên đúng không? Chúng ta cùng đến phần này. Ken sang no bunsho. Vào cái phần đoạn văn này thì bắt đầu chúng mình phải đọc đọc hết cả cái đoạn này để xem là cái mạch văn của cái đoạn văn nó như thế nào, và sau đấy chọn câu hỏi câu trả lời cho thích hợp. Ví dụ này, watashi wa sushi ga suki desu. Nihon ni wa takusan sushi ya ga arimasu ne. Tôi thì rất là thích sushi đúng không? Và ở Nhật thì có rất là nhiều các cửa hàng sushi. Watashi no kuni wa sushi ya ga arimasen kara. Ở cái đất nước của tôi thì không có nhiều các cửa hàng sushi. Ima totemo ureshikata desu. Nên là bây giờ là rất là vui đúng không? Nào, bắt đầu đến phần câu 22 này. Nihon ni nani nani iroiro na mise de tabemashita. Chúng mình xem thử câu 22 là có các đáp án nào nha. Ví dụ là ichiban là iku kara, số 2 là itte kara, số 3 là kuru kara, và số 4 là kite kara.
Nào, mình thử xem là cái câu này mình phải điền là như thế nào nhỉ? Mọi người hãy comment. Mọi người hãy comment nào. Câu số 2 này mình nên điền là gì nhỉ? Nihon ni nani nani iroiro na mise de tabemashita. Ở Nhật thì iroiro na mise de tabemashita. Iroiro na mise de tabemashita là gì nhỉ? Đã ăn ở rất là nhiều cửa hàng đúng không? À, tổ câu này sẽ phải là gì? Ichiban iku kara, iban itte kara, sanban kiru kara và yonban kite kara. Câu này sẽ là đáp án sẽ là gì nhỉ? Mai Thủy Yên trả lời là đáp án số 1. Mình đang chờ đáp án của các bạn nhỉ? 4 nhỉ? Em không chắc. Bạn Tô Phi trả lời là 1. Nào, tại sao bạn Thủy Yên lại thắc mắc ở iku kara với lại kite kara nhỉ? Ok, mình sẽ giải thích nhưng mà chúng mình sẽ đợi thêm đáp án của một vài bạn nào nữa nha. Các bạn đều trả lời là đáp án số 1, iku kara. Có một bạn trả lời là số 4. Trái tim kim cương trả lời là số 1. Diệu Linh trả lời số 3, kiru kara. Có rất là bắt đầu xuất hiện rất là nhiều đáp án khác nhau rồi đúng không? À, mình mong chờ là nhiều bạn comment hơn nào, bởi vì là câu này có vẻ là cái câu gây nhiều thắc mắc rồi đúng không? Vì là đã ở Nhật rồi. Cả bốn đáp án ạ. Số 1. Các bạn trả lời là số 1. Cô ơi, mà học tiếng Nhật cô có cách nào học nhanh không ạ? Thật ra thì với lại khi mà mình học cái ngôn ngữ nào thế thôi, để muốn học nhanh thì mình phải đầu tư thời gian cho nó và thật sự là kiểu tập trung vào cái việc học ấy. Cái việc nào cũng thế thôi, khi mình đầu tư thời gian cho nó hay là thật tập trung vào nó thì mình sẽ nhanh chóng học nhanh, sẽ học nhanh hơn được. Và đặc biệt là tiếng Nhật là một tiếng rất là khó ấy, thế nên là có một cái tip nữa là mọi người hãy cố gắng, đừng bỏ cuộc sớm quá, đừng nản sớm quá. Thường là có rất là nhiều bạn cũng ngày đầu mới đi học tiếng Nhật thì cũng rất là hào hứng, nhưng mà học được một thời gian ý thì mình đã, thì người ta đã bỏ ngang rồi. Nên mọi người hãy cố gắng là kiểu xác định ngay từ đầu là mình tiếng Nhật, mình đã chọn tiếng Nhật này. Vì có thể mình yêu thích nó hoặc là vì công việc gì đấy, nhưng mà dù vì bất cứ cái lý do gì nữa ấy, thì hãy cố gắng là xác định là mình muốn học rồi, mình cần nó rồi, thì hãy cố gắng duy trì là kiểu theo đuổi nó, đừng có nản lòng. Thì rất là nhiều bạn mình đã quen thấy là người ta bỏ dở chỉ vì là kiểu nhanh chán rồi đến các thứ. Mọi người hãy cố gắng là tập trung vào việc học và hãy xác định vì lý do từ đầu tiên ấy, mình học tiếng Nhật là gì, để đừng bỏ ngang, rất là phí đúng không? Mình đã dành thời gian công sức cho nó rồi mà bỏ ngang thì rất là phí. Phương vì đã đến Nhật, đáp án số 3. Rất là nhiều bạn là comment là số 3. Em cũng vậy ạ, nhưng lần này quyết tâm học tiếng Nhật rồi, xin xe ạ. Cảm ơn chia sẻ bạn Huấn nha. Đã học một lần rồi thấy cái sự khó của tiếng Nhật rồi thì đương nhiên là hãy cố gắng là lần này học lại rồi thì cố gắng học cho nó tốt, học cho lâu dài. Cố lên nha bạn Huấn. Và câu này này, về đáp án sẽ là gì nhỉ? Iku kara và là kite và kuru kara đúng không? Thì có ít bạn chọn 2 với 4 luôn đúng không? Thì khi mà dùng sự khác nhau, khi mà dịch cơ bản ấy thì iku và kuru thì mình đều dịch là gì nhỉ? Mình đều dịch là đến đúng không? Nhưng mà ở đây cái bạn gen này thì bạn ấy đã đến Nhật rồi thì mình phải dùng là gì? Mình phải dùng là kuru. Khi mà mình đã đến Nhật rồi, mình đã từng đến điểm đấy rồi và nói điểm đấy thì mình dùng kuru. Còn khi mà mình ở đây mình chưa đến điểm đấy chẳng hạn, ví dụ mình đang còn ở Việt Nam và mình muốn đến Nhật chẳng hạn, thì trong trường hợp đấy bản thân mình đang ở Việt Nam, còn cái điểm mình đang muốn đến hay cái điểm mình đang nói đến đấy là Nhật Bản thì mình mới dùng iku. Còn khi mà mình đã ở đấy rồi, như trong trường hợp này, cái ví dụ lần này thì là bạn gen này thì đã đang sống ở Nhật rồi, thế nên đáp án sẽ là mình sẽ dùng kuru đúng không? Và đáp án của câu này sẽ là kuru kara. Cô dạy ở đâu vậy ạ? Hiện nay thì mình đang dạy ở trung tâm tiếng Nhật Shop tại cơ sở ở Trần Vĩ nha, ở Cầu Giấy nha.
Hy vọng là sẽ được gặp mọi người ở trên lớp của mình để lúc đấy có thể chia sẻ nhiều hơn đúng không? Chứ không phải là mình đang ngồi nói chuyện trước với các bạn được qua cái màn hình camera này. Mình thực sự là mong là mọi người hãy đến để lúc đấy mình sẽ có thể chia sẻ nhiều hơn. Ok, để một phần bông tai khác này. Ở cái phần này thì không giống như phần trước nữa. Phần trước chỉ là điền vào chỗ trống thôi. Còn ở cái phần môn đai này thì mình sẽ đọc đoạn văn và sau đó là trả lời câu hỏi ở dưới. Mình thử làm một câu nhá. Câu số 1 này. 私は昨日友達と買い物に行きました。3ヶ月前に見た映画の DVD が欲しかったから買った DVD は友達や姉と一緒に見ました。Em có hai con em là học tiếng Nhật, sau chúng nó toàn nói xấu em bằng tiếng Nhật nên tức với tâm học sensei ạ. Ồ, lần đầu tiên là mình thấy một cái lý do học tiếng Nhật nó thú vị như thế này, bị mắng nhiều thế nên là bị mắng nhiều bằng tiếng Nhật nên là quyết tâm học tiếng Nhật đúng không? Mong là bạn Kim Huấn là thực sự là lần này quyết tâm học tiếng Nhật được lâu dài nha. Ok, mình thử dịch một câu này nhé. 私は昨日友達と買い物に行きました。Hôm nay thì tôi đã cùng với bạn đi mua đồ. 3 ヶ月前に見た映画の DVD が欲しかったです。Thì từ 3 tháng trước thì đã muốn mua cái DVD về DVD của một cái bộ phim mà đã xem đúng không? 買った DVD は cái DVD đã xem thì đã mua thì 友達や姉と thì đã tôi đã cùng xem, tôi cùng xem cái bộ phim này với cái DVD này cùng với chị và bạn bè đúng không? Câu số 27 của chúng ta này, câu hỏi sẽ là 私は今日何をしましたか? Câu này là hôm nay thì cái nhân vật tôi này đã làm cái gì đúng không? Mình cùng đọc các câu phía dưới này nhá. 友達と映画を見に行きました. Cùng với bạn bè đi xem phim. Câu này có phải đúng nhỉ? Câu này không đúng đúng không? Câu số 2, 友達と DVD を買いに行きました. Hôm nay thì tôi đã cùng bạn bè đi mua đĩa DVD. Câu số 3, 姉と映画を見に行きました. Đi xem cùng với chị, có đúng không nhỉ? Câu số 4, 姉と DVD を買いに行きました. Câu này đáp án sẽ là gì nhỉ mọi người? Bắt đầu thấy mọi người là lười comment hơn rồi. Câu này sẽ là gì nhỉ? Nào, mình trong cái phần này ý, thì mình hãy so lại với cái đoạn văn mình vừa đọc ở trên. Đây, ở chỗ này có một phần là Kyo đúng không? Mình nhìn luôn vào trong này, Kyo. Mình thấy Kyo ở đây đúng không? Ở câu trong câu hỏi này cũng có phần Kyo. Thế là mình so ngay luôn bên trên này. Mình thấy là Kyo tomodachi to kaimono ni ikimashita. Nghĩa là ngày hôm nay thì mình đã đi mua đồ cùng với bạn bè. Và mua cái gì nhỉ? Như đoạn, trong cái đoạn văn này thì đoạn dưới đã nhắc đến là đi mua cái DVD đúng không? Thì đáp án của câu này sẽ là Tomodachi to DVD o kai ni ikimashita. Đáp án sẽ là đáp án số 2. Rất là nhiều bạn comment đáp án số 2 đúng không? Cảm ơn rất là nhiều vì các bạn hôm nay đã comment rất là nhiều để ủng hộ mình cũng như là các bạn đã share livestream này. Và hôm nay thì thời gian cũng đã hết rồi, cũng còn một xíu nữa mình chưa kịp hướng dẫn hết, thì có lẽ là trong buổi livestream vào thứ sáu tuần này mình sẽ giải đáp nốt nhá. Thế là trong cái phần livestream sắp tới thì mình sẽ hướng dẫn nốt một xíu cuối các phần trong phần ngữ pháp và đọc hiểu, và tiếp theo là phần hướng dẫn làm bài nghe của đề JLPT N5, và cũng như là mình sẽ thực hành làm đề JLPT đúng không? Và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem, ủng hộ, comment, share livestream này. Và hy vọng là mọi người nếu ai đó có thắc mắc về muốn học ở SOF hay là muốn tìm hiểu thêm các thông tin khác thì hãy là comment phía dưới, thì các bạn nhân viên của SOF sẽ liên hệ với các bạn nha. Và mình là Ngọc đến từ Trung tâm Nhật ngữ SOF. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Oyasumi nasai.